Quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Kimotun. Ở clip hôm nay ấy, thì mình sẽ đi review và khui hộp một cái sản phẩm bi LED mới nhất trên thị trường hiện nay. Và em bi này nó có cái độ sáng cũng như cái phần công suất nó cao nhất nhì cái phân khúc bi LED mini hiện nay. Ở clip trước thì mình cũng đã đi review và khui hộp cho các bạn cái mẫu bi LED có cái tên thương hiệu là AS. Và ở cái video này thì mình sẽ đi khui hộp cái sản phẩm này. Thì mình xin phép là mình sẽ nói sơ qua về các cái mẫu bi LED nói chung. Thì tất cả các cái mẫu bi LED nói chung mà dòng mini thì nó sẽ có một cái phần cấu trúc và hình thức nó sẽ là tương đối giống nhau, và nó sẽ khác nhau ở một số các cái điểm chi tiết sẽ làm lên cái sự nổi bật và cũng như là nó làm lên cái độ sáng thì nó sẽ thay đổi một xíu. Và cái cách thay đổi đó nó có làm nên một cái bóng mà có cái phần công suất mạnh hơn và cái độ sáng cũng như là cái phần ánh sáng chảy xuống mặt đường nó rộng hơn hay không. Và chúng ta sẽ bắt đầu đi vào khui hộp cái sản phẩm mà mình đang để ở đây. Trước mắt các bạn lúc này là mình đang cầm ở trên tay một cái hộp của cái sản phẩm mẫu bi LED mini có cái chân là H4 Optical Lens và có cái mã T2. Và cái sản phẩm này nó sẽ là cái sản phẩm của công ty Infica. Và cái mẫu bi LED Infica nổi tiếng được nhiều anh em sử dụng biết đến nó chính là cái mẫu G2. Thì trong phân khúc G2 thì sẽ có G2P1 và G2P2, và em này nó sẽ là cái phiên bản cải tiến cực kỳ là sáng giá trong cái năm 2021. Và cái mẫu này là vừa được ra mắt thị trường và bây giờ là mình đã có trên tay rồi. Và bây giờ là mình sẽ đi khui hộp cái sản phẩm này cho các bạn coi. Ở trên cái hộp này thì họ chỉ in cho chúng ta một vài cái phần thông tin điển hình như thế này, còn xung quanh ở cái hộp này thì họ không in thêm bất kỳ một cái thông tin gì. Và ở bên nhà máy thì người ta có cung cấp cho mình một số cái tư liệu về cái bóng này. Thì sau khi mình mở hộp ra thì mình sẽ nói những cái phần đó sau. Và bây giờ là mình sẽ đi khui hộp cái sản phẩm của cái MB này. Đó. Thì sau khi khui hộp cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ thấy là ở trong cái hộp này nó sẽ có là 2 MB được bọc chống sốc bởi một cái lớp mút màu trắng khá là đẹp ở đây. Và ở đây nó sẽ có 2 MB mini giống nhau. Và bây giờ là mình sẽ khui một em bất kỳ ra để mình review cho các bạn coi. Đi vào review thì mình sẽ quay một vòng cái sản phẩm này cho các bạn coi. Cái mẫu bi LED mini ở đây thì thường những cái mẫu bi LED mini nói chung ấy thì nó sẽ có cái phần kích thước cũng như là cái phần body, cái hình dạng của những cái MB này nó sẽ là hao hao giống nhau, và nó sẽ chỉ có khác nhau ở một số cái phần chi tiết. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi xăm soi những cái phần chi tiết đó, xem là những cái phần cải tiến này nó có những cái điểm gì nó sẽ sáng giá hơn những cái phần bi khác. Rồi thì bây giờ là mình sẽ bỏ cái phần nylon mà người ta dán ở đây để chống sức cho cái phần kính ở đây. Và MB này sở hữu một cái phần thấu kính có kích thước là 1 inch, và cái phần thấu kính này nó bằng thủy tinh. Và tí nữa thì mình sẽ nói sâu hơn về cái phần thấu kính này cho các bạn coi. Và tiếp theo là chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần bầu nõn để bật chế độ cốt. Thì khi cái phần ánh sáng của cái phần chip cốt nó được cái phần bầu nõn này nó hướng đến cái phần bi cầu ở đây, thì sau khi là được khuếch tán ánh sáng bởi cái phần thấu kính ở đây, nó sẽ đưa ra một cái phần ánh sáng cực kỳ là đẹp, và cũng như là đưa ra một cái đường cắt sẽ không gây chói mắt cho cái người ngược chiều. Và tiếp theo là ở phần dưới này chúng ta sẽ nhìn thấy là cái phần chip LED. Ở trong cái phần chip LED này nó sẽ có 6 cái nhân nhỏ ở trong. Ở trong nó sẽ có 6 cái nhân nhỏ ở trong. Thì hiện tại là mình đang bật và có thể quan sát được 6 cái phần nhân nhỏ ở trong đó. Và cái MB này được làm trên cái tông màu chủ đạo là màu đen. Thì ở đây nó sẽ có hai cái phần màu đen khác nhau. Ở đây thì nó sẽ có cái màu đen sần, và ở đây nó sẽ có cái màu đen bóng. Và MB này được đúc bằng chất nhôm seri 7000 khá là vững chắc, và được sơn màu sơn đen sần nhìn khá là đẹp và nam tính. Và ở cái phía đằng sau này thì được làm bằng nhôm phay CNC, nó tạo gờ, tạo rãnh, tạo múi ở đây khá là đẹp và chất. Và đằng sau này nó sẽ là một cái phần quạt có công nghệ là lút LED không chảy than. Và em quạt này cũng có cái công nghệ là không dây, tương tự như cái mẫu bi AS kia. Đó, để mình tháo nó ra để cho các bạn coi.
Đó thì sau khi mình đã tháo cái phần quạt này ra thì các bác có thể nhìn thấy ở trong là nó sẽ có những cái phần chân tiếp xúc để nối điện ra cái phần quạt này. Và cái phần quạt này họ làm khá là tối ưu. Họ làm vừa là thổi mát ở bên ngoài vừa là thổi mát cả bên trong lòng của cái bi đây. Cái điều này nó sẽ làm cho cái phần chip LED của chúng ta nó sẽ mát hơn và cái thời gian phát quang nó sẽ lâu dài hơn và nó sẽ bền hơn những cái mẫu khác. Thì những cái mẫu khác thì ở đây họ không quét cái lỗ. Đó, thì họ chỉ làm một cái miếng bằng và khi chúng ta vặn này vào thì gió nó chỉ tản nhiệt được phía bên ngoài thôi và nó sẽ không tản nhiệt được cái phía ở trong, bởi vì cái phần chip LED thì nó sẽ nằm ở trong này và gió nó thổi từ ngoài này vào thì nó sẽ làm mát cả cái phần chip LED ở trong này. Thì cái điều này nó sẽ tối ưu cái phần gió nó sẽ thông thoáng hơn, nó sẽ giúp cho cái phần chip LED nó sẽ tản nhiệt tốt hơn và cái tản nhiệt nó được tốt hơn rồi thì cái phần chip LED nó sẽ phát quang có hiệu quả hơn. Đó, thì một cái thiết kế cực kỳ là khôn khéo của nhà sản xuất, người ta chỉ cần làm thêm vài cái lỗ này thôi mà nó đã tăng lên cái hiệu suất làm việc, nó tăng lên khá là nhiều. Rồi và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến một cái đoạn dây ở đây thì khá là đẹp và cái đoạn dây này cực kỳ là chắc chắn và cứng vững. Ở đây thì nó sẽ có một cái rắc connect dạng canông. Cái rắc connect dạng canông này thì nó sẽ có cái rắc xoáy bằng sắt như thế này. Ở trong này thì chúng ta sẽ nhìn thấy khá là nhiều những cái phần chân tiếp xúc để nối các cục điện với nhau. Tương tự như thế thì ở bên này nó cũng vậy. Thì ở trên cái sản phẩm này thì khi chúng ta rút ra ấy, chúng ta cắm vào thì ở trên đây nó sẽ có một cái gờ nhỏ ở đây. Đồng thời là ở trên cái rắc connect này nó sẽ có cái mũi tên ở đây. Thì tương tự như thế thì ở đây nó sẽ có cái và cái mũi tên thì chúng ta chỉ cần cắm vào và chúng ta xoáy nó lại như thế này là nó sẽ chắc rồi, nó sẽ cố định ở đây, nó sẽ không gây chập chờn. Và cái rắc kiểu này là mình thấy cực kỳ là xịn và chất. Và tiếp theo là sẽ đến cái phần driver ở đây. Cái phần driver này thì mình thấy nó cũng tương tự như những cái sản phẩm khác thôi, nó cũng không có cái gì tiêu biểu cả. Và ở trên đây thì người ta có dập cho chúng ta những cái phần ký tự và cái ngày tháng sản xuất của cái MB này, nó sản xuất là năm 2021. Đó, cực kỳ là mới. Thì bây giờ nó mới là tháng 4 của năm 2021 thôi mà bây giờ là mình đã có cái sản phẩm này ở trên tay. Và tiếp đến là chúng ta sẽ đi xăm soi cái phần này. Thì cái phần này đã được làm bằng nhôm các bác nhé. Đó, nó được làm bằng nhôm và ở đây thì em thấy nó có cái nốt mài ở đây. Cái nốt mài này nó sẽ là một cái điểm mà điểm trừ cho cái sản phẩm này. Một cái thiết kế khá là đẹp, khá là nam tính như thế này mà tự nhiên ở đây nó sẽ có một cái đường mài ở đây. Có nghĩa là theo như mình hiểu nôm na là cái sản phẩm này nó được mạ xong rồi thì người ta vì một lý do nào đó là người ta sẽ mài ở hai bên này thì khiến cho nó mất cái lớp mạ đi, nhìn khá là xấu. Thì em sẽ test cái phần công suất của cái bóng này. Thì hiện tại ở đây em có một cái máy test chuyên dụng là ở đây nó sẽ có những cái giải như sau. Thì ở trên này chúng ta sẽ nhìn thấy là cái 14V 63 đó. Thì đây nó sẽ là giải điện áp cấp cho cái phần bóng này và tiếp theo nó sẽ có cái chữ A ở đây. Đó, cái chữ A ở đây thì nó sẽ là đo dòng tiêu thụ của cái bóng này và tiếp theo là cái dòng dưới này nó sẽ có chữ V, nó sẽ là đo công suất thực tế của cái bóng này. Cái phần công suất của cái phần bi LED mini có cái mã T2 ở đây. Em sẽ đo ở chế độ cốt xem là nó sẽ tiêu thụ bao nhiêu ampe và công suất nó đạt bao nhiêu watt. Thì hiện tại ở đây thì cái dòng tiêu thụ của MB này nó sẽ là 3,3 ampe và công suất thực tế của em này nó sẽ đạt là 48 W. Và bây giờ là em sẽ test ở cái chế độ pha. Chế độ pha của em này nó sẽ là 3,1A và 45 W. Các bác có thể nhìn thấy là cái phần ánh sáng nó cực kỳ là sáng, sáng cháy luôn. Rồi và cái phần tiếp theo thì em sẽ đi tháo cái phần bầu nõ này ra để xem ở trong này nó sẽ sở hữu mấy chip LED mà nó đưa cái phần công suất của chế độ cốt nó lên khủng như thế. Đó, thì sau khi là em đã tháo cái nắp chụp ở trên rồi thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần chip LED ở chế độ cốt ở đây. Thì cái phần chip LED chế độ cốt thì nó cũng là 6 cái phần chip LED nhỏ ở trong này và chế độ pha nó cũng là 6 cái chip LED nhỏ ở trong này. Đó. Một cái phần chip LED nhỏ như này mà công suất nó đẩy lên được là 50 W, cực kỳ là khủng. Và em này nó sẽ có một cái hay hơn nữa là chúng ta sẽ có thể thay đổi cái phần mặt cắt này. À, bên này cao, bên này thấp, bên này thấp, bên này cao. Thì các bác có thể nhìn thấy ở đây nó có một cái gờ thì chúng ta có thể là thay đổi bằng cách là tháo con ốc này ra, lật ngược lại. Đó, đấy là xong. Cực kỳ là hay. Và cái điều sáng giá ở cái phần bi này nó sẽ đưa cái phần ánh sáng xuống mặt đường đẹp hơn, sắc sảo hơn những cái phần bi khác là gì. Đó thì các bác có thể nhìn thấy là em đang để cái độ cao của hai cái phần bi nó tương ứng như nhau đúng không ạ? Và cái phần thấu kính của em bi này nó rất là cao, nó rất là nhọn, và em bi này nó lại thấp và thiên về độ bằng hơn. Thì những cái phần bi mà nó có cái phần thấu kính nó cao nó lồi như thế này thì nó sẽ đưa cái phần ánh sáng xuống mặt đường cực kỳ là đẹp và sắc sảo, cũng như là cái độ sáng của những cái phần bi mà có cái phần thấu kính nó dài như thế này nó sẽ đưa cái phần ánh sáng xuống mặt đường cực kỳ là mạnh. Và ở đây thì MB này nó sẽ sở hữu một cái phần thấu kính gọi là thiết kế tràn viền
Đó, thiết kế tràn viền là gì? Thì các bác có thể nhìn thẳng vào cái phần thấu kính ở đây, thì các bác có thể nhìn cái phần viền đây, nó rất là mỏng và em này nó rất là dày. Đó, nó rất là dày như này. Em này cũng có kích thước là 1 inch, em này cũng có kích thước là 1 inch, nhưng em này nó tràn viền là cái phần kích thước này, nó sẽ là kích thước 1 inch đủ, và em này nó sẽ có cái viền khá là dày ở đây. Thì cái phần ánh sáng phát ra thì nó chỉ tính từ cái mép này hắt vào thôi, nó không được ra đến tận cái mép ngoài này, và em này nó sẽ ra được tận mép này này, cho nên là cái phần ánh sáng xuống mặt đường nó cực kỳ là rộng. Đó, đây là cái phần cải tiến sáng giá nhất của cái em bi này. Và bây giờ là em sẽ đi test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu bi LED mini có cái mã là T2 như ở đây, em đang bày cái hộp ở đây. Đó, thì các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên em theo cái số điện thoại em sẽ để ở góc màn hình cũng như là ở trên cái phần niêm card này của em. Đó. Và cái sản phẩm này nó sẽ được bảo hành là 15 tháng lỗi đổi mới. Ở đây thì em có dán cái tem của bên em khi mà ship hàng cho các bác. Và em này thì nó sẽ có cái phần công suất ở chế độ cốt là 50W và chế độ pha nó sẽ là 45W. Em đo thực tế ở cái máy ở đây rồi. Và cái dải ánh sáng để nó phát từ phần chip LED xuống mặt đường nó sẽ là dải ánh sáng màu 6000K, cực kỳ là đẹp và sắc sảo. Và cái màu 6000K này nó sẽ là màu trắng xanh tinh tươm, ánh sáng giả lập ánh sáng ban ngày. Cho nên là khi chúng ta lắp những cái phần bi này lên những cái chiếc xe máy cũng như là những cái chiếc ô tô ấy thì nó cực kỳ là đẹp và sắc sảo, nhìn nó rất là hiện đại. Rồi thì bây giờ là em sẽ đi test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu bi LED có cái mã là T2 này để cho các bác coi cái phần ánh sáng thực tế xem là nó có đáng để chúng ta chi những cái khoản tiền để đầu tư những cái phần bóng này để nâng cao cái ánh sáng trên những cái chiếc xe thân yêu của chúng ta. Khi mà chúng ta đi lâu ngày cái phần ánh sáng nó đã bị giảm sút rồi thì chúng ta có nên nâng cấp những cái phần bi như thế này hay không. Cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi, hẹn các bác ở các video clip sau. Và bây giờ là em sẽ đi test cái phần ánh sáng thực tế ở ngoài đường cho các bác coi. Test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu bi LED mini có cái mã là T2 ở đây. Chân H4 thì chúng ta có thể là lắp như zin. Đối với lại những cái chiếc xe phổ thông mà có chân H4, kể cả là những chiếc xe máy hay là những chiếc ô tô. Và đây là hình thức của em bi mini đó. Thì lúc trước thì em đã khui hộp và review cái sản phẩm này cho các bác coi rồi. Và bây giờ là em sẽ test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu này. Và hiện tại là em đang quay ở ngoài, em không cho vào trong chóa đèn. Thì em sẽ chỉ test được cái chế độ cốt thôi. Và sau khi em test chế độ cốt xong rồi thì em sẽ test cái chế độ pha. Thì em sẽ phải lắp vào một cái chiếc pha của một cái chiếc xe máy, nó là cái chiếc pha Exciter. Và em sẽ test thực tế. Và bây giờ là em sẽ đi test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu bi LED mini T2 ở đây. Và trước khi đi test cái mẫu ánh sáng của cái mẫu T2 này thì em sẽ so sánh với cái phần ánh sáng của cái mẫu bi 3 inch ở đây. Và hẹn các bác ở cái clip sau thì em sẽ so sánh với cái mẫu bi 3 inch ở đây. Đó, thì các bác có thể thấy là một em bi 1 inch bé xíu đứng cạnh một em bi 3 inch nó như kiểu bố mấy con. Và clip sau thì em sẽ so sánh cái phần ánh sáng. Tất nhiên là bi to thì nó sẽ sáng hơn cái bi bé. Thì em sẽ lấy căn cứ là cái bi to này độ sáng nó như thế nào, và mình sẽ so với lại em bi bé này xem là cái phần ánh sáng nó sẽ có thể là bằng em bi to này không, và cái độ rộng cũng như cái đường cắt nó có đẹp bằng cái em bi to này không. Và chi phí để đầu tư một cái em bi bé này nó rất là rẻ, và một em bi này thì nó khá là đắt. Và bây giờ là em sẽ đi test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu bi mini có cái mã T2 ở đây cho các bác coi. Đó, thì đây là cái phần ánh sáng thực tế em đang cầm ở tay ở đây. Đây là cái phần ánh sáng chế độ cốt, thì xin phép các bác là em sẽ để ra đằng sau máy quay, vì để ra đằng trước máy quay nó khá là chói. Đó, thì các bác có thể thấy nó khá là chói như này, nó sẽ làm suy giảm cái hiệu ứng khi mà chúng ta quay đi, bởi vì quay đêm như này nó rất là khó. Đó, thì các bác có thể thấy là cái độ rộng của cái phần ánh sáng mà nó chiếu xuống mặt đường như này là cực kỳ là ok, và cái độ sáng của nó rất là cao. Đó, thì các bác có thể thấy một cái chiếc xe Way họ vừa đi qua, ánh sáng nó rất là mờ nhạt luôn. Và cái nhà ở phía đằng xa mà những cái video trước mà em hay quay đó, thì các bác có thể nhìn thấy nó rất là rộng, rất là xa. Ánh sáng dâu lên như này nó rất là rộng này. Đó, cái quạt này quay khá là êm các bác nhé. Rồi thì bây giờ là em sẽ test cái phần ánh sáng của cái mẫu bi mini có cái mã T2 này và trong cái chiếc pha của chiếc X150 cho các bác coi. Và bây giờ là em sẽ test cái con bi LED mini có cái mã là T2 vào cái chiếc chóa của X150 trên H4. Đó, thì em test thì em chỉ để như này thôi, em không chụp cao su. Thì các bác khi mà lắp vào xe hoàn thiện thì các bác nhớ chụp cao su vào cho hộ em ấy nhé. Rồi thì bây giờ là em sẽ test cái ánh sáng thực tế của cái mẫu LED bi mini có cái mã là T2 ở đây.
Đó, đây là chế độ cốt khi mà được lắp vào pha. Pha cốt. Đó thì các bác có thể so sánh với lại một cái chiếc ô tô. Đây là chiếc Hyundai i10 có cái độ sáng của hai cái bóng zin. Đó thì các bác có thể thấy là cái độ rộng của cái MB này. Đây, em đang để trên cái chóa của con X150. Đây là chế độ cốt, chế độ pha. Ánh sáng rất là ok. Độ rộng ngang với lại một MB có cỡ là từ 2,5 cho đến là 3 inch gì đó. Đó thì các bác có thể thấy là không gây chói mắt cái người ngược chiều nhé. Rồi cái nhà quen thuộc ở những cái video em test. Đó, chế độ cốt này em dương lên nó lên đến tận cái nhà đằng kia, pha này. Rồi, em xin tạm dừng video tại đây.